Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoàng Thùy đọ dáng cùng đương kim hoa hậu siêu quốc gia Antonia Borsai xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hoàng Thùy kèo vang Mỹ Duyên cùng siêu mẫu Ngọc Tình đã có màn đọ sắc cùng đương kim hoa hậu siêu quốc gia Antonia Borsai. Sáng nay 9:30 ngày 10 tháng 2, đương kim hoa hậu siêu quốc gia Antonia Borsai cùng với Andrew Sly, phó chủ tịch của cuộc thi Miss Superlation đã đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong hành trình tới thăm và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đặc biệt trong chuyến công tác tại Việt Nam, đương kim hoa hậu siêu quốc gia và An Sly, phó chủ tịch cuộc thi Miss Superlation cũng mang theo một trách nhiệm quan trọng, đó là công bố Nearding Media chính thức trở thành đơn vị nắm giữ bản quyền dự thi năm 2020. Đương kim hoa hậu siêu quốc gia giản dị trong bộ váy nhẹ nhàng màu tím nhạt, họa tiết ren, cô cột tóc phía sau gọn gàng, khoe vẻ nữ tính duyên dáng của mình. Á hậu Hoàng Thùy rất nổi bật cùng chiều cao và bộ đầm trắng. Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên dịu dàng trong một thiết kế váy cổ yếm đỏ Nam Vương. Trương Ngọc Tình cùng quán quân Mr. Việt Nam 2019 Minh Quyền nịch nạm xuất hiện tại sân bay đón Hoa hậu Antonia Borsai cùng đoàn chủ tịch Hoa hậu siêu quốc gia. Nam Vương Trương Ngọc Tình, CEO của đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tiết lộ: "Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ được ứng viên dự thi năm nay bởi chính chúng tôi cũng chưa có quyết định chính thức. Chúng tôi đang sử dụng chiêu bài mà chúng tôi đã từng sử dụng ở cuộc thi Miss X, tức là mời đương kim hoa hậu về Việt Nam cùng những thành viên quan trọng nhất trong ban tổ chức cuộc thi về Việt Nam tiếp xúc với một số ứng viên quan trọng và từ đây sẽ trông cậy vào kinh nghiệm, sự lựa chọn của họ để lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất. Nếu chúng tôi đã chiến thắng Miss X theo cách đó, thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ chinh phục được đỉnh cao mới theo phương pháp này. Chúng tôi tin rằng đương kim hoa hậu và những người có thẩm quyền ở cuộc thi sẽ có những đánh giá lựa chọn sắc sảo nhất một ứng viên phù hợp tiêu chí, chắc chắn một đại diện hoàn hảo nhất theo tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2020 sẽ được công bố trong thời gian gần nhất." Việc Nearding Media bất ngờ trở thành đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2020 khiến nhiều người khá bất ngờ. Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người sáng lập Nearding Media cho biết: "Chúng tôi đã có được đỉnh cao là Hoa hậu trái đất 2018 và bây giờ chúng tôi muốn chinh phục những đỉnh cao mới ở các cuộc thi nhan sắc lớn hơn. Chúng tôi chọn Hoa hậu siêu quốc gia vì đây là một trong 6 cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới, cũng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong 2 mùa giải vừa qua, Việt Nam đã liên tục có đại diện vào top 10 và cuộc thi và 2 đại diện Minh Tú Ngọc Châu đều giành giải Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Như vậy có thể thấy là tiêu chí chọn ứng viên của Việt Nam ở những đơn vị trước đó đã gần đúng với tiêu chí cuộc thi rồi. Chúng tôi đang nỗ lực để có được những ứng viên đáp ứng tốt nhất tiêu chí cuộc thi và chinh phục đỉnh cao mới." Bên cạnh đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, ngoài việc công bố Nearding Media nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2020, Hoa hậu Antonia Borsai cùng Mr. Andrew Sly, phó chủ tịch cuộc thi và Nearding Media đã có buổi làm việc để tuyển chọn ứng viên Việt Nam dự Hoa hậu quốc gia. Trước đó, theo kế hoạch, Hoa hậu Antonia Borsai và đoàn chủ tịch Hoa hậu siêu quốc gia đã tới Việt Nam và sẽ có buổi họp báo công bố đơn vị nắm bản quyền 2020 trang trọng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng nên ban tổ chức quyết định đơn giản hóa sự kiện để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho cộng đồng. Việc Nearding Media trở thành đơn vị nắm bản quyền sẽ được công bố trên trang chủ của cuộc thi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.